Mọi thứ chúng ta làm đều được ghi lại. Hãy nhìn việc sát sinh tập thể mà chúng ta làm mỗi ngày để duy trì thân thể 100 năm này. Biết bao sinh mạng đã phải hy sinh. Bao nhiêu là cá, bao nhiêu là tôm, bao nhiêu là gà, bao nhiêu là heo. Cả từ trường này làm sao tan biến nếu không có chiến tranh, không có đau khổ, không có bệnh tật. Mọi việc chúng ta làm đều được ghi lại trong tinh không, không khí. Không có gì biến mất. Chúng sẽ chỉ được pha loãng với một năng lượng khác. Chúng sẽ chỉ được làm cân bằng bởi những hành động khác, không bị mất đi, không thể mất đi. Thí dụ, nước đá đã trở thành nước đá từ nước. Bây giờ nếu muốn nước đá biến mất, chúng ta phải để ánh nắng chiếu vào, hoặc phải đặt ngọn đèn hay ánh sáng hay nhiệt lượng lên trên nó, để nước đá trở về không khí trở lại. Cho nên nếu chúng ta đã sát sinh, giết hại tập thể suốt ngày, và tất cả loài vật này chịu đau khổ, và thú vật cũng có ý thức, suy nghĩ và năng lượng thù hận, tất cả sự thù hận, sợ hãi tự cô động lại thành một năng lượng rất mạnh mẽ và lẩn quẩn trong không khí. Loại năng lượng này khi quá nhiều sẽ dẫn đến sự đau khổ tập thể. Chúng ta phải trả cho những gì chúng ta dùng trong thế giới vật chất này, mọi thứ chúng ta dùng. Do đó tất cả minh sư nhấn mạnh việc ăn chay, cái giá ít hơn để sinh tồn. Loài vật có sự sống, thực vật cũng có, nhưng cái giá ít hơn. Giống như quý vị chỉ kiếm được 100 đồng mà muốn tiêu 200 đồng, thì dĩ nhiên quý vị mang nợ, gặp rắc rối. Nếu quý vị cố gắng mua những món rẻ và mãn nguyện với giá tối thiểu để sinh sống, thì quý vị không phải lo lắng về nợ nần. Vì lẽ đó chúng ta chọn ăn chay hay ăn trái cây, ăn đậu. Những thứ này có ít tội hơn, ít ý thức bên trong hơn. Nếu quý vị ăn vài hạt đậu trên cây, thì cây vẫn còn rất nhiều đậu, để mọc hàng ngàn cây đậu nữa. Cây không bị biến mất. Nếu quý vị cắt một bông hoa hoặc một cành rau, cây đó còn mọc nhiều hơn nữa từ cành bị cắt. Thêm nhiều rau sẽ mọc ra từ đó. Từ đó chúng ta biết rằng ăn chay ít có hại hơn, ít phí tổn hơn. Mọi thứ mình làm lưu lại trong vũ trụ. Vấn: nếu một đệ tử trong tiền kiếp làm chuyện gì xấu tới sư phụ, chúng con hiểu rằng nghiệp quả xấu ấy sẽ còn lưu lại với người đó trong kiếp này, và đôi khi có ảnh hưởng phủ định đến sư phụ. Đúng vậy. Cho nên con thắc mắc là có cách nào trong kiếp này phần nghiệp quả phủ định còn lại đó có thể được hóa giải không? Hay là nghiệp quả đó sẽ với người đó suốt đời này, cho dù họ cố gắng cải thiện như thành tâm sám hối hay muốn thay đổi bên trong? Sư phụ: hơi khó. Đó là cái giá. Đó là cái giá tôi phải trả cho dù người ấy cố gắng. Không phải là về nghiệp quả còn lại, chỉ là bất cứ gì xấu quý vị đã làm, nó thậm chí lưu lại trong vũ trụ, không phải hoàn toàn được hóa giải. Bất cứ gì tốt quý vị làm, nó vẫn còn lưu lại ở đó. Cho nên nếu quý vị muốn trở lại thế giới vật chất này, cái giá là quý vị phải nhận lấy nghiệp quả xấu của mình trở lại. Nếu quý vị không hoàn toàn hóa giải nó trong tiền kiếp, và còn lại một số. Nếu quý vị có minh sư, thì có lẽ nó đã được cắt rồi, cắt đứt ràng buộc nghiệp quả cho quý vị. Nhưng nếu không có minh sư, và quý vị gây hại cho minh sư, thì quý vị trở lại. Quý vị muốn trở lại để làm việc tốt cho minh sư, hay làm để bù đắp, làm gì đó, và rồi nghiệp quả đó lập tức nhảy lên quý vị, bám vào quý vị. Đó là cái chúng ta gọi là định nghiệp trong kiếp này. Cho nên rất khó cho người đó loại bỏ được. Ngoài ra, Ma Dương lực phủ định không muốn có cách nào khác để Ma Dương có thể phá rối minh sư cho vui. Đừng tạo thêm nghiệp mới. Chẳng, nếu chúng con chưa trả xong nợ trước khi ra đi, sư phụ vẫn sẽ đưa chúng con đi không? Sư phụ: ồ, chắc chắn, chắc chắn, quý vị sẽ trả cách nào đó. Nếu không trả ở đây, quý vị sẽ trả một chút khi lên trên. Bởi vì luật nhân quả sẽ tự động khấu trừ từ quý vị, dù quý vị có muốn trả hay không. Đừng lo là không thể trả.
Ma Dương sẽ đòi quý vị từ tài khoản tâm linh của quý vị hoặc bằng sự đau khổ về thể xác. Cho nên hãy cẩn thận, đừng tạo thêm nghiệp mới. Giữ ngũ giới, giữ thuần chay nghiêm túc, sống đời đạo đức và quý vị sẽ ở bên tôi. Đừng lo, tôi sẽ đến đưa quý vị đi, bất cứ là gì. Chỉ là nếu quý vị không tuân thủ luật nhân quả, quý vị sẽ đau khổ trong đời này. Hoặc quý vị sẽ trì hoãn lại sự thăng hoa tâm linh. Hoặc quý vị sẽ ở lại một đẳng cấp tâm thức thấp hơn. Thay vì chẳng hạn như lẽ ra quý vị lên cảnh giới thứ 5, nhưng vì không tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức của con người và không cố ý phạm thêm nghiệp mới, thì có lẽ quý vị không thể lên cảnh giới thứ 5. Có thể quý vị chỉ lên cảnh giới thứ 3, thứ 4, còn tùy. Đó là điều đáng tiếc. Dù là thế nào, tôi cũng sẽ đến rước quý vị. Chỉ là quý vị sẽ đau khổ trong kiếp này hoặc kiếp sau, về thân thể, tâm linh, cảm xúc, còn tùy. Cho nên quý vị phải sống cuộc đời đạo đức. Nguyên tắc là giữ ngũ giới, thuần chay nghiêm túc, làm việc thiện. Chỉ cần làm bấy nhiêu và quý vị sẽ được an toàn với tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời quý vị. Chỉ là quý vị sẽ đau khổ nếu không tuân theo luật vũ trụ. Không phải là tôi bỏ quý vị, giận quý vị hoặc sẽ làm gì quý vị. Không phải vậy. Chỉ là luật nhân quả rất rất chính xác. Tôi không thể vi phạm luật đó. Một khi tôi đã bảo quý vị nên làm gì, thì quý vị nên làm như thế. Ăn uống cũng phải trả giá. Ăn cơm cũng phải trả giá, không phải về tiền mà là nghiệp chướng. Quý vị ăn thì trả giá ít thôi, còn sư phụ ăn gì cũng trả giá rất đắt. Luật là như vậy. Thường thì ăn tối không tốt cho chúng ta lắm. Nếu muốn ăn thì phải niệm hồng danh. Về nhà phải ngồi thiền nhiều hơn. Nói quý vị nghe, từ 2-3 giờ sáng đến 2-3 giờ chiều là giờ dương. Từ 2-3 giờ chiều trở đi là giờ âm. Lúc đó lực lượng phủ định làm chủ. Buổi tối mọi người về nhà đã mệt mỏi, áp lực nhiều, còn cộng thêm lực lượng phủ định mạnh hơn. May mắn là mình có pháp môn Quán Âm. Nếu ăn tối thì pháp này có thể giúp mình rửa đi. Cho nên quán âm thanh, quán ánh sáng nhiều để gội rửa. Nhưng mà người thường quý vị ăn thì trả giá không đắt, còn minh sư thì trả cái giá rất cao. Thí dụ nếu quý vị ăn thì chỉ bị 1-2% nghiệp chướng thôi, khó tránh khỏi. Mình phải chia sẻ nghiệp chướng với những người trồng thực phẩm và cũng chia sẻ công đức với họ, nhưng ít thôi. Nếu minh sư thì phải trả giá rất cao. Nếu tôi ăn nhiều quá thì không được. Cũng được, nhưng sau đó phải ngồi thiền nhiều. Là minh sư thì bình thường phải ngồi thiền tối thiểu 6 tiếng một ngày. Rồi còn thiền thêm cho đệ tử. Nếu ra ngoài thì trở về cũng phải thiền thêm. Làm gì cũng phải trả giá đắt hết. Có lúc nói chuyện với thị giả 1 giờ đồng hồ, tôi cũng lãnh số phần trăm nghiệp chướng cao. Luật là như vậy. Người thường không sao, không trả nhiều như vậy. Luật được cố tình đặt ra như vậy cho minh sư. Cái giá rất đắt. Nên bình thường tôi chỉ ăn trưa là đủ, một bữa là đủ. Buổi trưa ăn no rồi thì tôi không cần ăn nữa. Buổi tối không đói thì tôi không ăn. Hôm qua cũng vậy, hôm trước cũng vậy, cũng không muốn ăn. Nhưng mà có thể ăn, lạ thật. Không muốn ăn thì cũng ăn được. Nên chúng ta ăn uống hoặc đa số làm việc gì cũng đều là thói quen. Bị bên ngoài lôi kéo, cám dỗ. Nếu hôm nay tôi về sớm một chút thì có thể ngồi thiền đi ngủ. Tôi nói được rồi. Tôi ngồi đây 2 phút thôi. Rốt cuộc đến bây giờ vẫn còn đây. Rồi lát nữa về, phải ngồi thiền suốt đêm để tẩy rửa món đậu hũ thối đó, bởi vì tôi ăn quá giờ rồi. Quá giờ khẳng định rồi mà còn ăn, rồi gặp nhiều người lâu như vậy. Chà, tôi phải thiền bù 2-3 ngày. Nếu ngồi thiền không kịp thì sẽ bị vấn đề bên trong lẫn bên ngoài. Tôi không muốn nói với quý vị vì sẽ làm quý vị sợ. Có thời gian tôi sẽ đọc danh sách cho quý vị biết làm minh sư ra sao.
Động một cái là nghiệp chướng, gặp ai cũng có nghiệp chướng. Ra ngoài ăn uống, về nhà cũng phải thiền mấy tiếng. Ra nhà hàng của đồng tu mình ăn cũng bị ảnh hưởng. Ăn nhà hàng bên ngoài còn tệ hơn nữa. Nhà hàng bên ngoài có lúc họ nói đã rửa chén bát sạch sẽ rồi, nhưng mà không sạch như vậy. Tôi vẫn ngửi thấy mùi thịt cá. Dù đã được rửa chén trong máy rửa chén bằng nước nóng ở nhiệt độ 100 độ C và nước rửa chén rồi, mà vẫn còn mùi tanh. Nhưng mùi tanh chưa là gì, nghiệp chướng dính trong đó mới đáng sợ. Quý vị có tưởng tượng được không? Mùi cá vẫn còn lưu lại trong dĩa, dù đã được rửa sạch như vậy, nói chi đến nghiệp chướng. Chỉ là mình không nhìn thấy thôi. Nên đi ra ngoài trở về sẽ rất vất vả. Thế giới này không có gì là miễn phí hết. Không có gì mình thưởng thức hay ưa thích là miễn phí cả. Cái gì cũng trả giá rất đắt. Người thường hay người tu hành thông thường thì không sao, nhưng làm minh sư thì không được thưởng thức bất cứ gì. Minh sư phải chịu đựng đến cùng. Nếu không muốn thì đi và đừng trở lại. Đây là chỗ của chúng tôi, có luật của chúng tôi. Ai bảo ngài xuống đây làm chi? Luật đã quy định vậy rồi. Minh sư không xuống thì không sao, còn nếu xuống thì phải theo luật. Tôi nói là bây giờ tôi có thể không ăn cũng được, chỉ ăn một chút để kết duyên với quý vị, kết duyên với thế gian thôi. Tôi không ăn cũng được, cũng không sao. Khi chúng ta tu hành rồi thì không cảm thấy ăn uống quan trọng nữa. Thậm chí nếu tôi ăn cũng rất đơn giản, nếu ăn cơm thì chỉ cơm với một ít rau xanh, rồi một chút xì dầu là xong. Sau đó thì trái cây, nếu không thì mì ăn liền là đơn giản nhất. Không phải loại mì ăn liền phức tạp nhé, mà loại rất đơn giản do Formosa, Đài Loan, sản xuất. Rồi chỉ có một gói gia vị nho nhỏ, không có gì nặng mùi, không cay. Tôi ăn loại đó là do quen với cái mùi mặn mặn thôi, để đầu óc không nghĩ tới nhiều, để tôi có thể làm việc khác. Nếu không tôi không ăn cũng không sao. Sau đó ăn trái cây là được rồi, chỉ vậy thôi. Ăn trái cây trước sẽ cảm thấy no, rồi ăn mì ăn liền cũng không thấy ngon miệng nữa. Buổi tối tốt nhất đừng ăn nhiều quá. Nhưng nếu quý vị không quen bỏ bữa tối, không ăn thì ngủ không được, thì quý vị có thể ăn một chút. Đôi khi ban đêm tôi không ngủ được. Kinh Phật cũng có nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni và đệ tử của Ngài chỉ ăn ngày một bữa thôi, bởi vì có rất nhiều lý do. Thứ nhất, họ đi khất thực qua ngày, nên nếu mà suốt ngày đi như vậy thì lúc nào thuyết pháp ngồi thiền đây. Giả lại thời đó buổi tối không có đèn đường, nên họ không nhìn thấy đường đi, cho nên ngày ăn một bữa là được rồi. Nếu có người đến cúng dường, họ cũng không thể cả ngày đợi người ta đến cho ăn ngày ba bữa. Vậy làm sao Đức Phật có thời giờ thuyết pháp hay truyền tâm ấn hay làm những việc khác? Đó là hai lý do. Thứ ba, bởi vì truyền thống của Tăng Ni Ấn Độ từ xưa đến nay đều như vậy. Thứ tư, có lẽ Phật cũng biết buổi tối lực âm hay lực lượng phủ định mạnh hơn. Nên nếu buổi tối mà mình ăn thì phải trả giá đắt hơn bữa trưa. Thực tế, mình ăn ngày một bữa là đủ rồi. Thực sự là do thói quen thôi. Hôm nay nếu tôi không đi bệnh viện, rồi không được mời đến đây, thì tôi đã về nhà sớm rồi. Tôi không nghĩ tới đậu hũ thối hay đậu hũ thơm gì hết. Về nhà sẽ bận rộn với vấn đề bên trong lẫn bên ngoài, rồi không nghĩ tới việc gì khác nữa. Ngày ăn một bữa không có nghĩa là tôi sẽ nhớ thức ăn vào buổi tối. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng. Trừ khi đôi khi bị bệnh, hay bận quá rồi không ăn trưa, hay đi đây đó mà không có gì để ăn, thì tôi ăn nhẹ bữa tối, đương nhiên là phải trả giá, phải ngồi thiền nhiều hơn. Trong Kinh Phật có nói, trên đường đi nếu tăng chúng không biết lúc nào mới gặp nhà dân, hay người dân để có thể khất thực, thì có thể ăn bất cứ lúc nào, không sao. Chỉ cần biết rằng trong thế giới này, cái gì cũng phải trả giá rất đắt. Bữa tối giá đắt hơn bữa trưa. Đối với minh sư thì giá đắt gấp nhiều lần, nhưng mà không sao, vì họ có thể tiêu hóa được nghiệp chướng. Chỉ là buổi tối ăn thì không tốt lắm.
Cho nên nếu không cảm thấy muốn ăn, thì tốt nhất là đừng ăn. Phật cũng không cấm đoán đệ tử ăn tối, chỉ là có nhiều lý do bất tiện. Tăng chúng không thể ra ngoài khất thực cả ngày, buổi sáng đi khất thực, buổi trưa về nhà ăn, sau đó tắm gội, đánh răng rửa mặt, nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều bắt đầu giảng kinh thuyết pháp, ngồi thiền hay làm việc khác, chỉ là không thể đi ăn xin cả ngày. Đôi khi có người tới cúng dường, thí dụ 3 tháng mưa, Phật để cho người xuất gia ở một nơi vì họ không có đủ quần áo để thay. Nếu mỗi ngày đi khất thực, họ sợ về nhà không có quần áo mặc, trời mưa bị ướt, nên Phật mới để cho họ ở một nơi với nhau, sau đó các đệ tử khác đến cúng dường. Người ta đến cúng dường thì không có xe tải gì giống như chúng ta mang nhiều rau tới, nhiều gạo tới nhanh như vậy, nên mỗi ngày chỉ có thể nấu cho họ ăn một bữa thôi. Có rất nhiều trường hợp khác nhau như vậy. Nhưng nếu muốn theo bát quan trai giới ăn ngày một bữa thì cũng được, tùy theo sức lực của quý vị hay là xem quý vị có muốn không. Tôi không ép quý vị, cứ biết là quý vị nên ăn ít bớt vào bữa tối và ngồi thiền nhiều thêm. Pháp môn Quán Âm có thể hóa giải nghiệp chướng, nhưng đừng lợi dụng điều đó mà ăn quá nhiều, bởi vì rất nhiều người không có gì để ăn. Đạo Hồi một năm họ có một tháng gọi là Ramadan, tháng chay giới. Từ sáng đến tối đều không ăn, buổi tối mới ăn. Thứ nhất, bởi vì có lẽ khi đó giáo chủ Mohammed bị người ta truy sát, đến đâu cũng phải trốn. Khi có tháng chay giới thì họ tập trung rất nhiều người. Ban ngày họ không thể nấu gì không tiện. Ban ngày phải trốn và đi ngồi thiền đâu đó. Buổi tối họ sẽ nấu ăn. Vào thời đó không có nồi cơm điện, không có lò ga, nên khi nấu phải nhóm lửa. Hơn nữa họ có rất nhiều người nên mới có truyền thống đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai, Ngài muốn các đệ tử hiểu được sự vất vả của người khác, đồng cảm với những người nghèo khổ, không có gì ăn. Tôi ăn một bữa bởi vì tôi có thể làm vậy. Sau đó tôi không nghĩ tới đồ ăn nữa. Nhưng nếu nghĩ tới thì tôi đi ăn. Tôi không nghiêm khắc vậy. Nhưng mà tôi không nghĩ tới, trừ khi tôi bị miếng đậu hũ thối dụ dỗ. Giống như hôm nay. Quý vị đúng là biết cái gì ngon. Nếu muốn ăn thì ăn, không cần phải tự ép mình. Ăn quá nhiều sẽ trở ngại đường tu. Thân thể tuy là thứ vật chất nhưng rất hữu dụng. Không có nó chúng ta không làm được gì ở đây. Chúng ta không thể giúp các chúng sinh khác. Do đó chúng ta phải bảo vệ thân thể. Ăn vừa đủ thôi, đừng ăn quá độ. Ăn quá nhiều sẽ khiến quý vị buồn ngủ. Thường thì sau khi ăn, chúng ta cảm thấy buồn ngủ. Đó là vì sao tôi nói chuyện với quý vị trước khi quý vị ăn. Tôi sợ rằng sau khi ăn, quý vị sẽ không thể nghe được nhiều. Tất cả quý vị đều sẽ đồng ý, dạ dạ, sư phụ nói gì cũng đúng. Cho nên tôi sẽ nói đôi điều trong khi bụng quý vị còn trống. Tu hành có hai mặt, vật chất và tâm linh. Chúng ta cũng cần phải chăm sóc phần vật chất. Không có thân thể hoặc khi chúng ta không khỏe thì rất khó tu tập. Cho nên ăn vừa đủ thôi. Nói thật quý vị biết, nhiều thứ mà chúng ta cho dù là thuần chay cũng vẫn chứa một lượng độc chất nào đó, bởi vì thế giới chúng ta đã bị ô nhiễm từ lâu lắm rồi. Nước, đất và không khí ít nhiều đều bị ô nhiễm. Quý vị biết điều đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai, tất cả thực phẩm đều có một ít độc chất bên trong. Sau khi ăn một thực phẩm nào đó nhiều năm, thân thể chúng ta sẽ bị dị ứng. Cho nên nếu bị dị ứng với thực phẩm nào thì đừng ăn nó nữa, hoặc ăn ít bớt lại. Nhưng tốt nhất là ngừng ăn thứ đó. Thật ra chúng ta ăn là do thói quen. Chúng ta đã quen với những thức ăn đó nên thích ăn. Ăn thì tốt chứ không phải không tốt. Người tu hành chúng ta không cần phải nhịn ăn. Khi ăn uống chúng ta trao đổi nghiệp chướng và công đức với những người khác. Đó là vì sao nhiều minh sư ăn cơm và rau quả. Bởi vì để sản xuất một bát cơm và rau quả đòi hỏi rất nhiều công sức. Các nông dân gieo trồng, rồi thần mưa, thần mặt trời và thần gió trợ giúp.
Ngay cả dung đất, ong, thậm chí ruồi, cũng như nhiều loài vật và chúng sinh khác đã làm việc mới tạo ra được một bát cơm cho chúng ta. Không chỉ nông dân, mà cả những nhà buôn, những người trung gian, vân vân. Và ngân hàng, rồi những người lái xe giao thực phẩm tới nơi của chúng ta. Còn có những nhà buôn, các chủ tiệm đã đánh liều tiền bạc để duy trì cửa tiệm hoặc kinh doanh của họ. Rồi chúng ta phải lái xe. Xe chúng ta được chế tạo bởi rất nhiều người. Ngay cả xe điện cũng cần rất nhiều công sức để chế và liên quan đến rất nhiều người. Nếu chúng ta tu hành tốt thì có thể chia sẻ một ít công đức với những người này, cho dù chúng ta đã trả tiền cho họ. Tôi không có ý nói rằng ăn uống không tốt, đừng có mặc cảm tội lỗi. Nếu quý vị thích ăn thì ăn, nhưng dùng vừa đủ thôi. Đừng ăn quá độ, ăn quá nhiều sẽ cản trở sự tu hành của mình. Chúng ta sẽ không thể suy nghĩ thông suốt hoặc rõ ràng. Chúng ta sẽ muốn đi nghỉ. Vì sự trao đổi mà nhiều minh sư ăn uống, nếu không, họ không cần ăn thứ gì cả. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.